nàng tiên cá giải cứu hải vương. Ngày xưa ngày xưa, hoàng tử Edward và nàng tiên cá Aria đang cùng sánh đôi đi trên con thuyền nhanh như gió và to lớn hơn những ngọn sóng. Nàng hãy ngắm nhìn mặt nước lững lờ trôi này, đó chính là điều khiến ta thích thú khi đi thuyền. Edward và Aria thường cùng nhau du hành khắp nơi để khám phá những miền đất mới lạ mà chưa ai từng thấy. Ở sâu dưới đáy đại dương, một phù thủy biển Vega lại đang mưu đồ cướp đoạt thủy cung từ tay anh trai mình là hải vương Poseidon. Trợ thủ của bà ta, rắn hai đầu, đi đến chỗ viên ngọc trai pha lê trong hang động và từ từ chạm đầu vào nó. Và rồi quả cầu thần kỳ cho nó thấy những gì đang xảy ra trong vùng biển. Thưa lệnh bà, Aria và Edward đang đi du hành đó ạ. Vega liền đi tới ngay. Rắn này, đã bao nhiêu lần ta nhắc nhở ngươi rồi, đừng có động vào viên ngọc trai pha lê thần kỳ của ta. Chừng nào chúng còn ở trên biển thì ta còn có thể cho chúng nếm mùi mọi thủ đoạn tàn độc của ta. Nếu như người phá nát mặt đất, thưa lệnh bà. Một phù thủy biển Vega nghĩ về điều rắn hai đầu vừa nói và... Ta hiểu rồi. Nếu ta làm mọi vùng đất trên thế giới biến mất, ta có thể giày vò Aria. Hãy xem hoàng tử và loài người có thể sống được dưới nước bao lâu nữa đây. Vega quyết định đây là cách tốt nhất mụ có thể trở thành nữ hoàng của biển cả và cướp thủy cung từ anh trai mụ, một hải vương nhân từ. Không để lãng phí thời gian, mụ liền viết lên giấy tảo những nguyên liệu mụ cần cho âm mưu thâm độc của mụ. Dear Miss Little Mermaid, you don't know me yet. This is Vega, you all should be afraid. I'll follow you till the end. Snake, always stay awake. Watch Aria and Poseidon. Hope you won't make mistakes. I'm writing down my plans to destroy all the bands. One day I will have my freedom. Live in deep blue sea kingdom. Snake, be by my side. I will show you in detail how we go inside. Trở lại con tàu. Lúc này Aria đang ngồi viết nhật ký trong khoang tàu. Nhật ký thân yêu, khi ta sống trong lòng đại dương, ta lang thang giữa các rặn san hô rực rỡ, theo sau những đàn cá ngựa, hát ca cho những con hầu, dễ những cô gái xinh đẹp mà ta gặp. Ta nhớ tất cả. Trong khi nàng tiên cá Aria đang viết nhật ký thì nàng nghe thấy tiếng của thủy thủ đoàn trên bon tàu. Ở đằng kia kìa, một vùng đất mới xuất hiện phía đường chân trời. Aria rất vui mừng khi nghe thấy tin tốt lành. Nàng định đi tìm hoàng tử Edward, nhưng người bạn của nàng là hải âu Ringo đã bay đến bên cửa sổ của con tàu. Ringo quá vội vã nên nó không nhận ra rằng mình đang đập vào tấm kính trong. Nó cố thử bao lần để vào bên trong trước khi Aria nhận ra rằng nó đang cần trợ giúp. Ringo ơi, xin chào bạn. Trông bạn buồn rầu vậy, có chuyện gì xảy ra sao? Công chúa của tôi, Aria thân mến, đất liền, trái đất, tất cả sắp bị phá hủy mất rồi. Phải làm sao đây? Bạn có ý gì vậy, Ringo? Làm sao mà đất liền lại bị tàn phá được? Ringo và nàng tiên cá Aria nhanh chóng lên trên bon tàu. Ringo bay lên một tổ quạ để định hướng rồi nói với Aria rằng vua cha của nàng
hải vương Poseidon đã bị bắt giam. Và tất cả những vùng đất trên trái đất bắt đầu biến mất, từng vùng một. Nếu nàng không hành động, Aria, thì con tàu này cũng sẽ chẳng mấy chốc biến mất thôi. Tất cả những ai không thể sống được dưới nước sẽ đều bị xóa sổ. Không, điều đó thật là tồi tệ, kinh khủng quá. Ngay sau đó, Aria nhận thấy rằng con rắn của Vega đang ở dưới nước lén lút theo dõi con tàu. Điều này chắc chắn là do mụ phù thủy biển Vega gây ra. Thiếp biết đó là bà ta mà. Thiếp phải trở lại biển cả hoàng tử của thiếp để ngăn bà ta lại. Hoàng tử Edward nhìn thấy rằng vùng đất cận kề đang dần dần biến mất. Chàng không muốn Aria ra đi, nhưng chàng phải ở lại trên tàu cùng với thủy thủ đoàn, nên chàng đã để nàng đi một mình. Ta không muốn để nàng đi một mình đâu, Aria. Nhưng nàng phải đi để cứu chúng ta. Nàng tiên cá Aria đi về phía cầu tàu và huýt sáo gọi những người bạn từ biển cả của mình. Người bạn cá heo bé nhỏ của nàng nghe thấy tiếng huýt sáo từ dưới đáy biển sâu, liền bơi về phía mặt biển để tìm nàng. Ngay khi Aria nhìn thấy Dophi bơi đến, nàng liền nhảy vào làn nước thăm thẳm. Khi nàng bắt đầu bơi sâu hơn nữa thì kỳ diệu thay, đôi chân nàng liền biến thành đuôi cá. Dophi, chúng ta sẽ đến hang động của Vega. Khi Aria và Dophi đang bơi tới, mụ phù thủy độc ác đã ở trong hang động, nơi mụ đang giam giữ người anh nhân từ của mình và đang huênh hoang về mưu đồ xấu xa của mụ ta. Nếu như người không giao cho ta thủy cung, thì đứa con gái quý giá Aria của người sẽ chết chìm trong đại dương sâu thẳm. Nhưng ngay sau đó, Aria và Dophi đã tới được hang động của Vega. Dophi kinh sợ, nhưng đó vẫn cố gắng thử đánh lừa rắn hai đầu đang canh cửa hang. Xin chào, xin lỗi nha, tôi bị lạc đường rồi. Xin chỉ đường giúp từ đây đến công viên giải trí đại dương với. Công viên giải trí à? Có một công viên giải trí hay sao? Nó ở đâu? Chúng ta muốn tới đó. Ôi đúng đó, tất nhiên rồi, chỗ đó chơi rất là vui. Trong khi Dophi đánh lạc hướng rắn hai đầu, thì nàng tiên cá Aria lẻn vào. Nàng thấy vua cha đang bị trói chặt. Sau đó, nàng thấy cây đinh ba thần kỳ và chiếc tủ đựng độc dược của mụ phù thủy. Aria lẻn đến bên vua cha để... Thôi nào anh trai, hãy giao cho ta vương miện và để ta trở thành người cai quản thủy cung này đi. Aria chộp lấy cây đinh ba của cha nàng rồi đi về phía Vega. Đứng yên, Vega. Ngươi, làm sao mà ngươi tới được đây? Khi Aria chĩa cây đinh ba về phía mụ phù thủy biển, một vệt sáng phát ra từ cây đũa phép và giữ chặt Vega lại. Rắn đâu? Vào lúc đó, rắn hai đầu đã bỏ bê nhiệm vụ của mình và nó đang vui chơi cùng Dophi tại công viên giải trí, nên thậm chí không hề nghe thấy tiếng hét kêu cứu của Vega. Rắn đâu? Nàng tiên cá giải cứu vua cha và trả lại cây đinh ba cho người. Aria và hải vương Poseidon lập tức rời khỏi hang động. Hải vương Poseidon sắp niêm phong hang động bằng cây đinh ba của mình. Thưa cha, xin chờ chút, chúng ta không thể rời khỏi đây mà không phá vỡ được câu thần chú. Nàng tiên cá nhanh chóng quay trở lại vào bên trong và thu nhặt từng loại nguyên liệu phía dưới viên ngọc trai pha lê để phá vỡ câu thần chú đang tàn phá trái đất. Sau đó, nàng cầm lấy vỏ sò đựng bụi ma thuật. Chờ đã, đừng lấy nó đi, hãy để nó lại đi. Không, không. Cho dù đang bị tia sáng giữ chặt, Vega vẫn lấy hết sức phun vòi mực về phía Aria. Nhưng đàn tiên cá đã bơi thật nhanh về phía cha nàng. Khi Aria ra khỏi hang động, hải vương liền niêm phong nó bằng những tảng đá khổng lồ. Đàn tiên cá cố hết sức
bơi thật nhanh về phía mặt biển để xem câu thần chú đã được hóa giải chưa. Hoàng tử Edward và thủy thủ đoàn rất vui mừng khi trông thấy những vùng đất xa xôi lại xuất hiện. Nhìn đây, nó đã trở lại. Nãy đã chiến thắng, đã cứu chúng ta. Đàn tiên cá bơi rất nhanh, đến nỗi vọt lên trên cả mặt nước. Wow! Wow! Rồi đáp xuống cầu tàu bằng đôi chân, nàng đi tới bên hoàng tử Edward. Công chúa của ta, nàng đã thành công. Nàng đã cứu sống cả con người và các sinh vật trên mặt đất này. Ringo đang bay về từ những miền đất xa xôi đã đáp xuống con tàu và cảm ơn Aria. Giờ thì mọi thứ đã trở lại bình thường, thưa công chúa. Các vương quốc và các vùng đất đã được bảo tồn. Điều này khiến cho Aria thực sự hạnh phúc, nên nàng và hoàng tử cùng cười vui hân hoan. Trợ thủ rắn hai đầu của Vega nhận ra rằng chỉ có mình nó trong công viên giải trí mà thôi. Và khi đó sợ sệt, đi tới chỗ mụ phù thủy biển, đó trông thấy lối vào hang động đã bị bịt kín. Thưa lệnh bà, người có biết là có một công viên nước trong lòng biển hay không vậy? Khóa miệng lại ngay, con rắn này. Trở về chiếc tàu của hoàng tử, nàng tiên cá đưa hoàng tử Edward vỏ sò thần kỳ đựng loại các ma thuật trong đó. Edward chàng ơi, cho dù có điều gì xảy ra, chàng luôn luôn có thể dùng loại các ma thuật này để biến thành người cá. Mọi người đều vui mừng vì đất đai của họ được bảo tồn. Còn hoàng tử và công chúa thì đi tàu đến vùng biển đẹp tuyệt dưới vòm cầu vồng sặc sỡ để tìm kiếm những vùng đất mới.